rời đi ngộ đạo nhai về sau, phương trần trở về ánh quang hồ sơn, chờ nghỉ ngơi một đêm về sau, chân trời liền nổi lên nhất tuyến mỏng manh ngân bạch sắc. theo sát lấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng vì ông ánh khắp nơi kim hoàng dáng mây. đi thôi, phương trần vỗ rực hung đầu, ra hiệu hắn thu nhỏ. có lẽ phục hộ pháp, tạm nhiên lạnh cùng huyền võ cháo bảo hộ, xích tôn dưới hộ thân, cũng không phải khí vận chi tử chặt bắt tử chính mình. phương trần cảm thấy mình bây giờ đã ở vào một loại vô địch trạng thái. sùng núi lịch lãm, đã có nặng bao nhiêu bảo hộ hắn bây giờ gì nhất tịch nhân cũng chỉ có lôi kiếp phương trần theo ánh quang hồ sơn bên trên xuống tới về sau liền xuyên qua sóng nước lấp loáng hồ nước trong suốt ánh quang hồ đi vào một khối to lớn đá núi trước đá núi ước chừng cao ba trượng cực kỳ to lớn phía trên màu đỏ thắm đạm nhiên tông ba chữ không biết xuất từ dí nhân thủ bút họa tiêu sái thoải mái chỉ là nhìn một chút liền cảm giác một cỗ phiêu giật lạnh nhạt cảm giác đập vào mặt nơi này cũng là đạm nhiên tông sơn môn Tại Đạm Nhiên Tông trước Sơn Môn, có 16 tôn to lớn pho tượng đồng thau, chính xen vào nhau tinh tế phân bố tại dưới sơn nhà mỗi cái vị trí. Pho tượng đồng thau đều là thống nhất khối giáp binh lính. Phương Trần nghe người ta nói qua, đây đều là tiên binh, gặp phải ngoại địch xâm phạm lúc, tùy ý kích hoạt một tôn, đều có thể bộc phát ra mạnh mẽ bằng bà ngăn địch lực lượng. Làm Phương Trần đi qua pho tượng đồng thau cùng Sơn Môn về sau, liền gặp phải hai tên nhìn thủ Sơn Môn đệ tử. Tại đạm nhiên tông giữa cửa đệ tử, không cần phải cường đại hơn, bởi vì giá mở đạm nhiên tông người gây chuyện cũng không phải đệ tử có thể chống đỡ được. Nhưng bọn hắn nhất định phải có một cái chuẩn bị điều kiện. Cái kia chính là đẹp trai. Hai tên đệ tử người mặc thống nhất tạo bào màu xanh, thân hình cao to, khuôn mặt anh Tuấn Tiêu Sái, khi tức ước chừng đều tại trúc cơ bốn năm phẩm. Nhìn lấy cái này hai tên đệ tử, phương trần tâm lý thầm than. Quả nhiên không hổ là danh môn đại phái. Tùy ý chọn hai tên đệ tử đi ra, bề ngoài lại có chính mình ba bốn phân đẹp trai. Đúng là hiếm thấy. Bất quá, đang thở dài sau đó, Phương Trần lại khá là đáng tiếc. Muốn là mình là buổi chiều xuống núi liền tốt, có thể gặp được gặp đẹp mắt sư tỷ. Hai vị sư huynh, buổi sáng tốt lành. Phương Trần đi đến hai tên nhìn thủ sơn môn đệ tử trước mặt ông quyền nói. Các người một người một thú, nhưng là muốn xuống núi. Trong đó một tên anh tuấn đệ tử đối Phương Trần lộ ra cực kỳ ánh nắng nụ cười, lộ ra vô tận thiếu niên khí. Đúng, Phương Trần khẽ gật đầu. Vậy phiền phước sư đệ đen tông môn lệnh bài giao ra. Đệ tử nói ra, Phương Trần giao ra lệnh bài. Sau đó, đối phương kiểm tra một lát sau, liền nói ra, sư đệ có sống văn tự bán đất tại thân, nhờ đến muốn tại quy định thời gian bên trong gấp trở về. Biết, Phương Trần gật đầu, chuyện này, hắn hai ngày trước khót đi đạm nhiên tông thời điểm, đã xem rõ ràng. Sau đó, Phương Trần liền dẫn con nhỏ lại thành một con mèo, vui ở chính mình bả vai rực hung rời đi đạm nhiên tông. Vừa ra đạm nhiên tông, Phương Trần liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khung phi chu. Đây là Phương Trần 10 năm trước theo Phương gia mang giá trúc cơ kỳ pháp bảo, có thể bay lượn. Lúc trước, nguyên chủ cho là mình rất nhanh liền có thể trúc cơ cho nên trọng kỳ mua một khung phi chu nhưng rất đáng tiếc thẳng đến hắn chết hắn đều không có thể sử dụng trên cho nên hiện tại ngược lại tiện nghi phương trần sau đó phương trần đem linh thạch cất vào phi chu cung bấm niệm pháp quyết kích hoạt ông theo một trận ông ông tiếng vang lên phi chu trên quang mang hơi hơi nổ lên ánh sáng oanh sau một khắc Ngồi tại phi chu trên phương trần cùng rực Hung, hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, phóng hướng chân trời, lướt qua vô số sông núi dòng nước, Phương Trần đứng tại Viêm Quang Thành trước cửa thành. Viêm Quang Thành là khoảng cách vạn năm núi lửa thành thị gần nhất, dựa vào vạn năm núi lửa sản xuất hòa thuộc tính tài liệu sinh tồn phát triển, nhưng bởi vì vạn năm núi lửa hoàn cảnh ác liệt, không là phàm nhân có thể sinh tồn địa phương, cho nên, tại Viêm Quang Thành cảnh nội, không có phàm nhân, chỉ ít đều là luyện khí kỳ tù sĩ. Nếu như phàm nhân lạc đường hoặc là bởi vì vì nguyên nhân khác, không có ý đi tới nơi này, Viêm Quang Thành thủ thành quân sẽ phái người đem đối phương đưa đi. Làm Phương Trần đi vào Viêm Quang Thành cổng thành lúc, móc ra tông môn lệnh bài, nguyên bản định lấy tiền cùng kiểm tra Phương Trần binh sĩ lập tức thu tay lại, lập tức nghiệm một chút lệnh bài là thật hay giả cùng Phương Trần thân phận là không đối được về sau, liền lập tức nói: "Tạm nhiên tông đệ tử, miễn kiểm miễn phí, đi vào đi." Đơn giản như vậy, Phương Trần thoáng có chút kinh ngạc. Thanh chủ đều là đạm nhiên tông đệ tử, ngươi cứ nói đi. Thủ thành quân nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Thì ra là thế, Phương Trần tâm lý âm thầm nghĩ, đây chính là tông môn cường đại chỗ tốt sao. Phương Trần, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói. Ghé vào Phương Trần đầu vai rực khung nói ra, đợi lát nữa, đừng nóng vội. Phương Trần khoát tay, ăn cơm tính toán cái đại sự gì, hiện tại việc cấp bách là tin tới hắn muốn tình báo. Lại nói, hắn lại không đói bụng. Tiến vào viêm quang thành về sau, Phương Trần tìm một cái góc tối không người, đơn giản dùng pháp bảo là một chút dịch dung đã nơi này là đạm nhiên tông địa bàn rất có thể cũng có người biết hắn hắn độc làm tốt ngụy trang không muốn bị người nhận ra rốt cuộc hắn lo lắng gặp phải hắn đã từng nhục nhã khi dễ qua người vậy thì phiền toái nơi này cũng không phải tông môn đánh nhau ầu đà là thái độ bình thường ám hạ sát thủ càng là tập mãi thành thói quen đối phương muốn là muốn trả thù hắn lập tức liền có thể xuất thủ dịch dung về sau phương trần vờ vết nửa ngày liên quan tới vạn năm núi lừa hóa sát tin tức rốt cục đói bụng tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi ăn cơm thuận tiện chỉnh lý tình báo ngao ngao ông bang soạt bang soạt tại dược hung cuồng ăn thời điểm phương trần một bên kẹp lấy thịt bò kho tương một bên suy tư mới vừa từ trong ngọc giả nhìn đến tin tức vạn năm núi lửa chia làm ba cái khu vực cái thứ nhất khu vực tên là ngoài khu linh khí tuy nói so phía ngoài địa phương cùng bão khô nóng nhưng tương đối mà nói là lớn nhất ôn hòa địa phương luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần cách mỗi hai canh giờ phục dụng một lần thủy thuộc tính ôn tâm đan có thể thanh trừ hàm lượng cực ít hỏa độc, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, dạng này có thể thu thập không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Cái thứ hai khu vực, tên là Hỏa Sát Khu, nơi này linh khí cực kỳ cuồng bão khô nóng, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần đặt chân nơi đây, nhất định phải thời khắc phục dụng ôn tâm đan, nếu không rất có thể sẽ hỏa độc xâm thể, nhẹ thì trúng độc, nặng thì tử vong. Mà chúc có kỳ tu sĩ thì là hai canh giờ phục dụng một lần ôn tâm đan, liền có thể tiếp tục ở lại. Đến mức kim đan kỳ cùng kim đan kỳ phía trên tu sĩ thì không cần gì ôn tâm đan, lấy linh lực của bọn hắn liền có thể tự nhiên chống cự. Đương nhiên, đối với Phương Trần tới nói, hắn không cần gì ôn tâm đan, trong cơ thể hắn liền có họa sát vương, chưa hỏa sát khu, liên cùng về đến nhà một dạng, không khí dễ ngửi, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu. Nơi này cũng là Phương Trần chuyến này mục đích cuối cùng, hắn muốn ở chỗ này thu thập họa sát, mà cái thứ ba khu vực thì là họa tâm khu. Bất quá, gần nhất viêm quang thành đã tại truyền, hỏa tâm khu bởi vì không biết nguyên nhân gì đã bị cường giả phong tỏa lên. Không phải cường đại tu sĩ, căn bản là không có cách đặt chân. Phương Trần nghi đến tin tức này thời điểm, không khỏi sở lên cái cằm, hỏa sát vương đã ra tới sao. Vạn năm núi lửa hỏa tâm khu nguy hiểm nhất, tính là ngày bình thường không có hỏa sát vương tồn tại, bên trong hỏa sát cũng cường hãn đến khiến phổ thông tu sĩ không cách nào đặt chân. Mà bây giờ, sẽ bị phong tỏa, tự nhiên là bởi vì hỏa sát vương đã ra đời. Người khác có lẽ vẫn còn hồ đồ bên trong, nhưng Phương Trần tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nếu như đoán không sai mà nói, hiện tại nhiều vị hóa thân kỳ cao thủ cần phải tế tụ hỏa tâm khu. Cho tiêu thanh sau khi tới, cái này hỏa tâm khu hỏa sát vương nên sẽ triệt để lâm vào suy yếu bên trong, chạy trốn mà ra. Phương Trần thì thào, hắn biết, hỏa sát vương là cho tiêu thanh cái này khí vận chi tử chuẩn bị. Cho nên, tại tiêu thanh không tới vạn năm núi lừa thời điểm, cái này hỏa sát vương vô luận như thế nào cũng sẽ ở hỏa tâm khu tiếp tục cầu lấy mà dựa theo bình thường nội dung cốt truyện quá trình chỉ chờ tiêu thanh vừa xuất hiện cái này hóa sát vương liền sẽ theo hỏa tâm khu trốn tới sau đó ngẫu nhiên gặp phải tiêu thanh Mẫu nhiên bị tiêu thanh thôn phệ luyện hóa đến lúc đó đến cẩn thận một chút nếu có thể cùng tiêu thanh tiểu tử này dịch ra tiến vào vạn năm núi lửa thời gian liền tốt phương trần sờ lên cầm, tỉ mỉ đã định chính mình tiến vào vạn năm núi lửa sưu tập hóa sát chi tiết anh ta rốt cục ăn đi ra bên ngoài đồ ăn dễ chịu Lúc này, Dực hung rốt cục đã ăn xong, cả trương hổ miệng dính đầy dầu tanh, tiếp lấy thoải mái trở mình, nằm tại rộng lớn trên bàn vuông, đem sáng như tuyết cái bụng đều bày ra đi ra. Bởi vì Dực hung bây giờ còn đang thu nhỏ lại trạng thái, cho nên, thời khắc này nó cũng chỉ màu trắng đen con mèo nhỏ không có gì khác biệt. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể tại không là người khác chú ý tình huống, trên bàn tùy ý lăn lộn. Nhìn lấy Dực hung thoải mái biểu lộ, Phương Trần đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn cố ý hài hước nói ra, ngươi cũng không kèn ăn, nơi này có lão hổ thịt ngươi có biết hay không? sực hung dường lại lan lộn, lâm phương trần liếc một chút, liếc một chút xem thầu đối phương cố ý buồn nôn chính mình, sau đó bự môi nói, bất kể hắn la cái gì thịt, thì người ta cũng chiều ăn không lầm. Lại nói, ta ăn rồi thịt hổ, nơi này căn bản không có thịt hổ, thiếu lừa gạt ta. Phương Trần thấy thế, sững sờ, khá lắm, có chút đồ vật. Sau đó, Phương Trần đổi cái mạch suy nghĩ, tiếp tục buồn nôn đối phương, bài hoại, ăn đồng tộc, ngươi thật là buồn nôn nhưng phương trần đứng tại đạo đức cao trên đất chỉ trò là vô dụng Dực hung uống hai ngụm nước xúc miệng về sau chậm rãi nói ta ăn chính là mình thịt phương trần phương trần tức giận hùng hùng hồ hồ nói ngươi ăn thịt của mình càng rác rưởi thôi đi ta đó là tại nhanh chết đói tình hùng dưới không có cách ngươi so với ta càng hạ tiện ngươi cầm cánh tay của mình đến luyện đan Dực hung khinh bỉ nói phương trần mẹ nó móng bắt quá làm sao bây giờ phương trần hừ lạnh một tiếng có tin ta hay không hiện tại đưa ngươi trở về Dược hung thân thể cứng đờ, phần ớt không thôi nhìn Phương Trần liếc một chút. Nhưng nghĩ nghĩ, sinh hoạt không dễ. Được rồi, hắn lộ ra nhu thuận nụ cười, là ta hạ tiện, là ta hạ tiện. Xin ngài tha thứ, hắn vừa mới hô hấp đến một cái nửa canh giờ không khí mới mẻ. Thực sự không nghĩ nhanh như vậy trở về đạm nhiên tông. Phương Trần nhất thời hết sức hài lòng, này mới đúng mà. Kẻ thức thờ là Tuấn Kiệt. Dược hung lại lấy lòng nói, mai nói đúng, vậy chúng ta cái gì thời điểm có thể đi ra ngoài chơi một hồi. Hắn vừa mới đói bụng, chỉ muốn ăn cơm, hiện tại ăn no, tự nhiên muốn đi ra ngoài tìm tìm thú vui. Phương Trần nghe vậy, lầm rực hùng liếc một chút, vừa định qua loa nó hai câu. Đúng lúc này, nha, cái này không phải chúng ta đại phế vật tiêu thanh sao? Làm sao trung hợp như vậy ở chỗ này gặp ngươi? Một đạo cực kỳ trào phùng ý vị thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Trần nghe được thanh âm này, nhất thời sững sờ. Tiêu thanh, hắn bỗng nhiên quay đầu, theo sát lấy, trong mắt lập tức bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy, trong góc, người mặc vải thô áo gai trong đám người cực không thấy được tiêu thanh đang bị ba tên khinh bỉ ra mặt khuế môi nhếch lên một vệt vẻ khinh miệt nam nhân vây quanh mà đứng tại ba người trước nhất tàu người kia cũng là mở miệng chào phúng tiêu thanh người làm đối phương sau khi mở miệng tiêu thanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ âm trầm nắm đấm không khỏi nắm lại cười lạnh nói vương hổ Trong thấy ba người kia về sau phương trần lập tức nghĩ tới ba người này liên là ưa thích tiêu thanh vị hôn thê nội môn sư huynh trương thiên ba cái người hầu mà vương hổ ba người, cũng là đạm nhiên tông ngoại trừ phương trần bên ngoài, thích nhất khi dễ tiêu thanh người. Tu sáu của bọn hắn cũng không cường đại, đều tại luyện khí sáu bảy tầng bồi hồi. Không sai, cũng là người hổ gia ta. Vương hổ chê cười mà nhìn sen tiêu thanh. Một bên rực hung nghe nói như thế, biêu môi, lão tử mới thật sự là hổ gia, ngươi nhằm nhò gì. Phương trần gật đầu, ngươi nói đúng tiểu rực tử. Tiêu Thanh ánh mắt lấp lế, cười lạnh nói, ha ha, ngươi bắt quá chỉ là Trương Thiên một con chó mà thôi, còn dám tự xưng hổ ra. Ngươi nói cái gì? Vương Hổ lúc này bị chọc giận, cười lạnh nói, ngươi một cái rác rồi phế vật, dựa vào cái gì dám trao phúng ta? Có tin ta hay không hiện tại một quyền liền có thể đánh chết ngươi? Đến Na, Tiêu Thanh lại không chút nào luống cuống, nhìn thấy một màn này, Phương Trần lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng đứng dậy, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, mang theo dực hung rời đi. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, hắn dùng cái mong cũng nghĩ ra được. Tiêu Thanh lấy luyện khí tứ tầng tu sáu, với các chiến thắng ba tên luyện khí lúc tầng phản phái, lập tức gây nên ồn ào cùng chấn kinh. Quả thật đúng là không sai. Làm Phương Trần đi ra khách sạn không bao lâu về sau, bên trong liền vĩnh trung bang lang thanh âm, theo sát lấy chuyển đến một trận như sóng chiều giống như trấn kinh thanh âm. Cái gì? Kẻ này mới luyện khí tứ tầng, sao có thể khiêu chiến vượt cấp luyện khí lục tầng? Sức chiến đấu cỡ này, không khỏi quá mức đáng sợ. Thời khắc này Phương Trần, trong nội tâm chỉ muốn một chuyện khác, hắn phải nhanh tiến vào vạn năm núi lửa. Hiện tại, hắn vô cùng cung hỉ. Hắn vừa mới nhìn Tiêu Thanh trạng thái hơi có vẻ chật vật, rất hiển nhiên, Tiêu Thanh mới từ Đạm Nhiên Tông đi vào Viêm Quang Thành. Dưới loại tình huống này, Tiêu Thanh khẳng định đến chỉnh đốn một đêm, cho khí tức hồi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, ngày mai lại tiến vào vạn năm núi lửa. Mà thừa dịp Tiêu Thanh nghỉ ngơi cái này trông giống kỳ, Phương Trần có thể tranh thủ thời gian tiến vào hóa sát khu, thu thập hóa sát, không đến mức bị tiếp xuống thần tiên đánh nhau ảnh hưởng đến. Bất quá, rời đi khách sạn về sau, Dực Hung nhào muốn chơi. Phương Trần đành phải thả Dực Hung một người đi hoạt động nửa canh giờ, ước định về sau ở cửa thành gặp nhau, tịnh hòa Dực Hung nói tốt, nếu như hắn bị người bắt, mình tuyệt đối sẽ không đi cứu bắt quá nhìn lấy dược hung đi xa về sau phương trần nghĩ nghĩ thực lực của đối phương nhưng thật ra là mạnh hơn chính mình hắn muốn thật xảy ra chuyện chính mình cũng cứu không được sau đó phương trần tiến vào một nhà tên là dược vương các cửa hàng tiên sư ngài tốt một tên áo vài gã sai vật chạy tới nhìn lấy gã sai vật này trên thân quen thuộc quần áo chế thức phương trần tâm muốn cái này không phải liền là đạm nhiên dược phường quần áo sao hoa trưởng lão đây là đen đạm nhiên dược phường đổi cái tên tiếp tục tại viêm quang thành vơ vét vàng à sau đó, Phương Trần mở miệng hỏi, xin hỏi nơi này có cái gì độc dược? Hắn lần này tới dược vườn các là đến bổ sung độc dược. Hôm qua trong sơn động cùng chữ thấm nhi dây dưa thời điểm, hắn mới phát hiện mình độc dược dùng hết. Độc dược là một cái bảo mệnh lợi khí, Phương Trần cảm thấy mình vẫn là phải chuẩn bị một điểm. Có rất nhiều loại, như cấp tính phát tác, mãn tính phát tác, có khiến người giống như tật bệnh phát tác, có khiến người thần trí hỗn loạn, thân hồn sụp đổ mà chết, xin hỏi tiên sư cần loại nào? Áo vải gã sai vặt giới thiệu nói, nào tiện nghi, nào quý? Phương Trần hỏi, hạ độc phương thức càng bí mật càng quý trên thực tế độc tính mạnh nhất đều là những cái kia mùi thổi quá rõ ràng nhan sắc quá rõ ràng độc dược nhưng bọn hắn bởi vì quá rõ ràng liên khá là rẻ áo vải gã sai vật đàng hoàng bàn giao những cái kia độc tính cực mạnh độc dược cũng là bọn họ trong tiệm hàng ế phẩm người nào hạ độc ưa thích mua loại kia đồ chơi nhưng nghe nói như thế phương trần đại hỉ vậy người đem những cái kia độc dược đặc thù rất rõ ràng cho hết ta chỉ cần có thể đối phó chút co kỳ lấy trở lên tù sáu tu sĩ là được tốt áo vải gã sai vật nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hưng phấn lên hắn không nghĩ tới phương trần vậy mà lại đem những này hàng ấy phẩm muốn hết chỉ là áo vải gã sai vật vừa muốn lên đường nghĩ nghĩ lại nói nhưng tiên sư chúng ta dược vương các luôn luôn không thích làm hố người sinh ý cho nên ta cả gan sách một câu những thứ này độc dược nếu muốn dùng cho độc hại một đường trên tác dụng không lớn chỉ sợ lấy ra liên chó đều không ăn phương trần nói ra đa tạ đề điểm bất quá ta có tác dụng khác sau đó áo vài gã sai vật ngay lập tức đi chuẩn bị một lát sau phương trần liền dẫn độc dược rời đi viêm quang thành cổng thành phương trần thuận lợi cùng dược hung gặp mặt tên này nói dễ nghe muốn đi ra ngoài tìm thú vui náo loạn nửa ngày ngay tại người ta nóc nhà phơi nửa canh giờ mặt trời phương trần cười nhạo đối phương vài câu Cũng không biết tìm hai đầu tiểu mẫu miêu kết quả dược hung bình tĩnh nói đến mấy tức ảnh nắng mới biết tiêu dao so sánh tình dục ta càng thích cùng tự do khí tức vuốt ve an ủi ngươi chỉ biết thần phục với dục vọng của ngươi lại không hiểu được hưởng thụ vô cầu vô thúc vui vẻ ngươi không hiểu cảnh giới của ta phương trần phương trần phương trần lạnh lùng nói ngươi muốn về đạm nhiên tông màu trắng đen yêu hổ lập tức uốn gối không lưng mà cúi thấp đầu đầu ta sai rồi vừa mới ta đích xác truy qua hai đầu tiểu mẫu miêu nhưng đó là một tên kim đan tu sĩ linh sủng ta không dám động sau đó ta liền rốt cuộc không có đụng phải khác mèo phương trần nhắc thời cười nhạo rác rưởi xoẹt yên tĩnh đại địa hỏa diễm thỉnh thoảng dâng lên hơi thở nóng bỏng đến làm cho không khí đều bắt đầu vặn vẹo cùng vũ hòa xa nhưng thiên địa đều hóa thành một mảnh đỏ tươi như giờ phút này có người từ phía chân trời nhìn xuống đại địa mà nói có thể rõ ràng xem đến nước đại địa mặt ngoài phủ đầy một cái cái hố cực lớn động cái hố bên trong một mảnh cháy vàng thỉnh thoảng có màu đỏ thắm dòng nhăn thạch qua mà tại trung ương nhất to lớn miệng núi lửa trộ đang có tám tên tu sĩ dẫm tại hư vô giữa không trung cái này tám tên tu sĩ năm nam tám nữ, bọn họ áo bào khác nhau, có thấp mập ốm, đầy đủ mọi thứ. Mà trong bọn hắn ở giữa thì là treo một chiếc to lớn màu vàng đèn lồng. Đèn lồng trung tâm lấy ra không phải hỏa diễm, mà chính là một vũng màu xanh thăm thẳm thanh tuyền. Thanh tuyền không ngừng lấy ra trong suốt quang mang, một cầu mát lạnh khí tức không ngừng mà hướng rơi xuống. Một khi rơi xuống, liền có thể nghe thấy núi lửa bên trong truyền đến từng đợt cực nhiệt hỏa diễm bị phốc tán xẹt âm thanh, theo xương trắng không ngừng bay lên. Cái này hỏa sát vương không biết đạt được khi nào mới bằng lòng ngoi đầu lên, rõ ràng đã luyện hòa mấy ngày. Lúc này, một tên hai mắt hung ác nham hiểm, đầu đầy tóc tím lão già mở miệng nói ra. Vu đạo hú, không cần cuống cuồng, ta nhìn cái này hỏa sát vương tốt nhất nhưng Big Ba đang luyện thêm mấy ngày, luyện đến lực lượng của hắn tiêu hao hầu như không còn mới là tốt nhất. Lúc này, một đạo thanh thúy nữ đồng tiếng vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một tên hài đồng bộ dáng nữ tính tu sĩ trên. Nàng người mặc áo bào màu xanh, một đầu tóc đen làm quán phát hình ánh mắt trong suốt khuôn mặt chẳng nón, tinh xảo mặt mày lộ ra một cỗ thiên trần vô tà, da thịt trắng như tuyết trong suốt. Phẳng phất búp bê đồng dạng làm là người sinh yêu thương, mà thân hình càng là cùng bảy tám tuổi hài đồng không khác, khí tức trên thân càng là thường thường không có gì lạ, không có không gợn sóng. Nếu như thả ở bên ngoài, tất cả mọi người chỉ sẽ cảm thấy đây chính là cái không vào tiên môn hài đồng. Nhưng nhìn lấy nữ đồng này, ánh mắt của mọi người lại là lộ ra kiên kỵ. An yêu, tại chỗ mạnh nhất hóa thần kỳ tu sĩ chính là bởi vì nàng tồn tại đám người này mới giảm đối họa sát vương động thủ ăn đạo hữu lời ấy sai rồi lão giả tóc tím thu hồi ánh mắt mí mắt buông xuống nói ra nếu là hỏa sát vương thật bị chúng ta luyện đến không có không có sức mạnh cái kia đến lúc đó nạp cho mình dùng lúc hiệu quả có lẽ liền sẽ giảm bớt đi nhiều đủ rồi vu hải long chít chít qua à, ngươi nếu là thật muốn ép hắn hiện thân ngươi chính mình đi xuống chứ sao Lúc này, một tên dung nhan cực kỳ vui mừng mập mạp tu sĩ bự môi, rõ ràng cũng là người sợ bị hắn trước khi chết phản công, muốn lợi dụng chúng ta. Để cho chúng ta làm người tiền trạng quân mà thôi, chúng ta cũng không phải nghe không hiểu, còn đang nói. Người không phiền ta đều phiền. Trương Dư, ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì? vu hải long tóc tím lúc này bởi vì lửa giận mà bay múa. Đủ rồi, ăn nhiều đánh gãy bọn họ. Nói ra, không được ẩm ý, tiếp tục duy trì bích ba đang vận chuyển. Nếu không hòa sát vương chạy, ta liền phiến chết các người hai cái thanh âm thanh thủy, mang theo vô tà, nhưng trong tiếng nói cho lại làm cho Trương Dư cùng Vu Hải Long trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Chờ ta luyện hóa hỏa sát vương, sẽ cho các người tạ ơn, hiện tại y miệng đi, cũng không cần động mưu đồ chi tâm, biết không? An Nhiêu lại thản nhiên nói, biết, nghe vậy, Trương Dư cùng Vu Hải Long, cùng với khác người đều là lộ ra mấy phần vẻ hậm hực. Mà tại bọn họ cái lộn lúc, dưới trong nham tương, một cái thuần túy từ bài sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn rồi bỏ, chính lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhiều năm trước thức tỉnh linh trí, hồ tu nhiều năm, thôn phệ vô số đồng tộc, rốt cục tại đoạn thời gian trước tu thành Hỏa Sát Vương. Thế nhưng là vừa mới sinh ra, những người này liền xuất hiện, muốn đưa nó luyện hóa. Ngay từ đầu, hắn còn có thể nương tựa theo tu sáu, áp chế đám người này, nhưng là bọn họ nguyên một đám lại đến có chuẩn bị, nhất là đứa bé kia, lấy ra pháp bảo, của thực cũng là khắc tinh của hắn. Tay ác trên mấy ngày về sau, hắn rốt cục liên tục bại lui, chỉ có thể rút vào hỏa trong ngọn núi, hết sức chống cự. Chỉ là, hắn bây giờ đã thành nó mạnh hết à. Nếu như hắn lại không tìm ra được phương pháp, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, khóa chặt nào đó một cái phương hướng, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, đồng, đồng tộc khí tức. Nếu là đem hắn thôn phệ, ta nhất định có thể đem nơi này tất cả hóa thần tu sĩ si ăn hết. Ta là một cái hài nấm tiểu cô nương, ôi, một đóa lại một đóa thời khắc này phương trần ngay tại hỏa sát khu hưng phấn mà lầu bầu cái gì theo hắn bấm niệm pháp quyết phát tay từng đóa từng đóa đó hỏa sát liền liên tiếp không ngừng mà bị hắn điên cuồng hấp thu đây chính là hỏa sát vương thiên nhiên áp chế lực có hỏa sát vương những thứ này hỏa sát liền thuần túy là hắn tiệc đứng hấp thu một đóa hỏa sát về sau phương trần liền ngồi xếp bằng xuống hai ba lần công phu liền đem chi luyện hóa bất quá những thứ này hỏa sát đối phương trần tu sáu vẫn không có bất luận cái gì ích lợi chỉ có thể lớn mạnh hắn hỏa sát chi lực cái này khiến phương trần cảm giác sâu sắc oán niệm cái này linh căn từ chất là thật kéo a à. sau đó phương trần dứt bỏ oán niệm nghĩ thầm chờ đan điền của ta bị chất đầy ta liền có thể chuẩn bị đi độ kiếp rồi có nhiều như vậy hỏa sát cái này lối kiếp không ủn thoái đế đệ sao ha 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 mà tại phương trần lớn mạnh chính mình lực lượng thời điểm dực hung thì là đầu đầy mồ hôi tìm cái chỗ thoáng mát có quốc lấy dực hung mặt mũi tràn đầy ai hoàn nói gọi ta tới làm gì ta lại không giúp được gì còn không bằng để cho ta đi tìm tiểu mẫu miêu Hắn tuy nhiên nhục thân cực kỳ cường đại, không cần ăn ôn tâm đan, nhưng hắn cũng sợ nóng a. Trên thân một tầng da hổ, đều muốn theo màu trắng đen biến thành than cốc sắc. Ta đây là lo lắng có địch nhân, mới khiến cho ngươi tới. Phương Trần cười hì hì nói, lại nói, ngươi không là ưa thích tìm kiếm ngươi tiêu dao cùng mấy tấc ánh nắng sao? Nơi này nhiều nữa đau, cứ việc tìm kiếm. Dực hung, muốn khóc, muốn về đạm nhiên tông. Ngay tại dực hung buồn khổ, Phương Trần vui cười thời điểm, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên theo hỏa tâm khu chuyển đến. Bang bị cái này kịch liệt tiếng nổ mạnh ảnh hưởng phương trần lúc này một cái lảo đảo theo sát lấy quá sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn về phía hòa tâm khu lầm bầm nói họa tao tình huống như thế nào nay tại vừa mới làm hỏa sát vương phát hiện hỏa sát khu xuất hiện phương trần khí tức về sau nó liền làm ra quyết định giữa không trung tám tên hóa thần kỳ tu sĩ tại kết thúc cái lộn về sau liên tiếp theo hướng bích ba đang trong trận pháp thêm nhập linh lực nhưng tại lúc này trên không chân trời đột nhiên bắt đầu xuất hiện cực kỳ nóng hậu dày đặc một vệt màu đỏ thắm dường như dáng chiều không hợp thời để xuất xuất hiện đồng dạng mà theo đỏ thẫm mang ánh sáng chiếu rọi cả tòa vạn năm núi lửa lúc này phương thiên địa ở giữa nguyên bản liền khô nóng không chịu nổi linh lực liền càng là càng phát ra sao động tại linh lực dị thường xuất hiện thời khắc tất cả hóa thần kỳ tu sĩ đều ngay đầu tiên bé nại đã nhận ra Nhìn thấy một màn này, An nhiều gương mặt non nớt trứng trên lộ ra một vệt trố mắt, chợt màu ngọc bạch trên da thịt, nhắc lên một vệt đường cong, nói, chuẩn bị chống cự hỏa sát chiều đi, nó muốn liều chết phản công. Cái này vừa nói, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hỏa sát vương sinh ra thời khắc, liên nắm giữ phản hư kỳ tu sáu. Bất quá, bởi vì hỏa sát vương cũng không còn nắm giữ phản hư kỳ tu sĩ lợi hại nhất năng lực, cho nên hắn chỉ có thể coi là làm là cường đại hơn hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi đây cũng là tám tên hóa thần tu sĩ dám cùng phản hư kỳ tu sáu hỏa sát vương chiến đấu duyên cớ nhưng cho dù hỏa sát vương không có phản hư kỳ tu sĩ đặc hữu năng lực nó cũng có chính mình độc môn thần thông cái này thần thông cũng là hỏa sát triều hóa sát vương phát động một chiêu này về sau đều sẽ nhường cả tòa vạn năm núi lửa tất cả hóa sát toàn thể bạo động như sóng triều đồng dạng phòng tới hóa sát vương chỉ định mục tiêu uy lực mười phần khủng bố Bất quá, hỏa sát triều tuy nhiên đáng sợ, nhưng hỏa sát vương tại phát động hết một chiêu này về sau, đều sẽ lâm vào chưa từng có suy yếu. Nguyên nhân chính là như thế, hỏa sát triều chỉ có tại hỏa sát vương đứng trước hẳn phải chết tình trạng thời điểm mới có thể phát động. Cho nên, làm chống được hỏa sát triều về sau, hỏa sát vương cũng đã là bọn họ tám người vật trong túi. Khi đó hỏa sát vương tính là có thể trốn, cũng trốn không được xa. Về phần bọn hắn có thể hay không thuận lợi chống cự uy lực kinh khủng hỏa sát triều. Vấn đề này, tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ dám tới nơi này, khẳng định là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà khi tám người làm tốt phòng ngự tư thái một khắc này, bên trong thiên địa, đột nhiên truyền đến phô thiên cái địa ong ong tiếng. Ông, 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 theo sát lấy, đại địa gia tốc mất ra, dung nhằm thoáng như lao nhanh sóng lớn đồng dạng phun trào. Mà tại tám người đều hoàn toàn phản ứng không kịp thời điểm, một cỗ cùng bạo cùng cực lực lượng bỗng nhiên theo núi lửa bên trong bão phát đi ra, phóng lên tận trời. Oanh, vô số màu tím, màu đỏ, màu đen hóa sát hóa thành các loại thú hình, người hình, mang theo uy thế ngập trời, giữ tợn gầm thét phòng tới tám người. Mấy người bất ngờ không đề phòng, lập tức bị thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Hỏa sát vương động tác cũng quá nhanh, phản hư kỳ của Nhiên vẫn là có có chút tài năng. Nhưng An Nhiêu vẫn như cũ bình tĩnh như thường, nói, đừng hoảng hốt, để ta giải quyết. Nói xong, nàng lập tức mềm mại quát một tiếng, mở. Theo thanh âm rơi xuống, bích ba đang trên chậm rãi rơi xuống một giọt màu vàng ngóng giọt nước giọt nước xuất hiện về sau, đón vô cùng nóng rực gió lớn, lại tăng thành ngập trời sóng lớn. Theo sát lấy treo lơ lửng chân trời sóng lớn, hóa thành màu và ngóng thác nước, co rửa mà xuống, cùng vô tận hỏa sát đối kháng chính diện. trong nháy mắt, vô số dọa người hỏa sát liền bị đánh tàn phá nát. thấy thế, tám người thở dài một hơi, phóng ngựa của bọn hắn cũng triệt để khởi động hoàn tất. mà tại mọi người chống cự hỏa sát chiều thời điểm, một đầu màu trắng hư ảnh trong chớp mắt chuyển rời, trốn ra hỏa tâm khu. ăn đạo hữu nó đi một tên nào bào trắng nữ tu một bên toàn lực chống cự hỏa sát mang tới thiêu đốt, một bên nhìn về phía An Nhiêu nói ra: tất cả mọi người biết, cái này màu trắng hư ảnh cũng là tùy thời mà chạy hỏa sát vương. An Nhiêu mặt không đổi sắc, thanh thủy giọng trẻ con trong mang theo bình tĩnh nói: không có việc gì, nó chạy không được bao xa, vật trong bàn tay thôi. hỏa sát khu, nghe phía trước kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, Phương Trần cúi đầu xem xét, sợ hãi cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện dưới nền đất vô số hỏa sát, chính đang điên cùng hướng hỏa tâm khu trú tuôn ra mà đi nhìn thấy một màn này vừa bị nổ tung tiếng giận này mình phương trần nhất thời ý thức được cái gì trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn sau một khắc hắn lập tức quay người chạy hướng dược hung giống to chạy à thấy tình thế không đúng lập tức rút lui nghe thanh âm này hỏa tâm khu tuyệt đối ra chuyện hắn nhất định phải lập tức rời đi dược hung nghe được phương trần muốn chạy biết sự tình không ổn không để ý tới hỏi thăm vội vàng hòa ra chân thân tiếng ầm vang vang về sau màu trắng đen to lớn cự hồ vọt tới phương trần trước mặt ánh mắt của hắn như kiềm đối với phương trần gầm nhẹ nói tới hắn hành trình ngắn bạo phát tốc độ khẳng định phải so phương trần cùng phương trần trong tay phi chu phải nhanh phương trần nảy lên lưng hổ một người một hổ lập tức co cẳng phi nước đại đi ra ngoài thời điểm phương trần tâm lý còn đang nghi ngờ đây là cái gì tình huống phương trần hiểu rõ hỏa sát vương cũng hiểu rất rõ hỏa sát triều hắn nhìn đến hỏa sát khu hỏa sát đột nhiên tập trung hướng hỏa tâm khu chui vào cái này nói rõ cũng là hỏa sát vương phát động hỏa sát triều dùng chiêu số này cũng là quyết ra thắng bại thời khắc có thể, rõ ràng Tiêu Thanh còn tại Viêm Quang Thành, làm sao đám người này liền bắt đầu sau cùng đại chiến? Cái này khí vận chi từ không trình diện, các ngươi làm sao lại bắt đầu gây sự? Cái kia bởi như vậy, đợi lát nữa chỗ tốt như người nào cầm. Tại Phương Trần chuyển suy nghĩ lúc, Dực Hùng rất nhanh liền chạy ra khỏi hỏa sát khu. Thay thế, Phương Trần đấy lòng hơi hơi thở dài một hơi. Tuy nhiên, Dực Hùng lúc bình thường rất không đáng tin cậy, bất quá, thân là Càn Khôn Thánh Hồ bây giờ duy nhất để phẩm huyết mạch, tại loại này trong lúc nguy cấp, vẫn rất có tác dụng. Hiện tại cần phải an toàn à? Dược hung thở hồng hộc dừng bước lại hắn đem hết toàn lực mới trong khoảng thời gian ngắn chạy ra hỏa sát khu hiện tại đã không còn chút sức lực nào cần phải an toàn phương trần khẽ gật đầu theo dược hung thân bên trên sùng tới nói ra người thu nhỏ ta mang người trở về hắn rất tự tin vô luận là hỏa sát vương vẫn là hóa thân kỳ cao thủ đều không phải là khí vận chi tử không thể nào ngay tại lúc này đặc biệt nhằm vào không đáng chú ý chính mình cho nên chỉ cần chạy ra hỏa sát khu hắn là sẽ không bị tai bay vạ gió hiện tại chỉ cần tranh thủ thời gian trở về viêm quang thành liền có thể tốt dực hung gật đầu chợt thu nhỏ hóa thành một cái nho nhỏ đen trắng mèo con đây cũng là để cho tiện phương trần dẫn hắn trở về mà ngay tại lúc này dực hung thu nhỏ về sau phát hiện bốn nhiệt độ chung quanh giống như đột ngột tăng lên không ít đồng thời hắn còn cảm giác trên người mình quỷ dị nhiều một cố chữ nặng áp lực thu nhỏ dực hung sững sờ tình huống như thế nào làm sao đột nhiên cảm giác thân thể nặng như vậy không phải là chạy một chút liền chịu không được à chính mình cái gì thời điểm như thế hư rồi hắn ngẩng đầu muốn hỏi một chút phương trần có hay không loại cảm giác này kết quả hắn vừa ngẩng đầu một cái liền thấy phương trần chậm rãi mặt đỏ lên ngươi thế nào rồi dực hung lần nữa sửng sốt phương trần thế nào đỏ thành dạng này giống như bị nấu như vậy sau một khắc nhưng dực hung hồn phi phách tán sự tình phát sinh chỉ thấy phương trần thất khiếu bên trong tuôn ra vô số màu trắng hỏa sát theo sát lấy sinh mệnh khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất dực hung thấy thế lúc này Hoàng sợ điên cuồng gào thét phương trần phương trần đột nhiên biến mất sinh mệnh khí tức đem dược hung làm cho sợ hãi nhất là tại phương trần trong miệng mũi phun ra khí tức mạnh mẽ cùng cực hỏa sát vương càng làm cho dược hung run lẩy bẩy lòng như cho nguội hắn biết phương trần chết rồi mình cũng phải chết tại trước khi chết dược hung trong lòng thì thào phương trần thể nội hỏa sát vương tại sao cùng trong tộc phản hư kỳ trưởng lão khí tức một dạng cương đại à chợt Hắn hiểu được, khó trách Phương Trần vừa mới lại đột nhiên không nói hai lời liền chạy, nguyên lai like Phương Trần đã bén nhạy phát giác được, hắn bị cường đại như vậy Hỏa Sát Vương theo dõi, không hổ là người mang Hỏa Sát Vương Thiên Đạo Trúc Cơ, ngay cả mình bị một đầu khác Hỏa Sát Vương để mắt tới đều có thể nhanh như vậy bén nhạy phát giác được, có thể, Dực Hung thầm than một tiếng, đối mặt loại này cường địch lấy mạng, trốn đã vô dụng, tranh thủ thời gian lấy ra áp đáy hồng đồ vật phòng ngự mới đúng à. Sau đó, Dực Hung trong đầu truyền đến một trận mãnh liệt mê muội cảm giác, hắn nằm sấp ngồi xuống, bắt đầu chờ chết. Phương Trần chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Nhưng lúc này, Dực Hùng phát hiện trong đầu truyền đến mê muội, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. hoài khí tức lại quỷ dị tăng lên. Một giây sau, hắn đầy máu phục sinh, không có chút nào tức đen tử vong dấu hiệu. Tình huống như thế nào? Dược Hùng sững sờ, cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Phương Trần sắc mặt không lại đỏ lên, đồng thời nó vừa mới cấp tóc suy yếu sinh mệnh khí tức, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trở về thay thế lần trước liền trải qua phương trần tu luyện thượng cổ thần khu không ngừng chết mà phục sinh rực hung cho đó vẫn không rõ xảy ra chuyện gì cái này nói rõ liền là phục sinh chỉ là mắt trừng hổ ngốc rực hung rất khó hiểu cái này cái này cũng có thể phục sinh sao đến cùng là cái gì đặc thù thể chất càng như thế nghịch thiên ta chưa từng nghe tới á. À? rực hung nhờ đến phương trần chính miệng đối với mình thừa nhận qua hắn là đặc thù nào đó thể chất có thể đặc thù thể chất cũng không có như thế đặc thù à cho ăn chính mình ăn độc dược phục sinh coi như xong nhưng hôm nay là một đầu phản hư kỳ hỏa sát vương xuất thủ phương trần cái này cũng có thể sống cái này không khỏi quá không hợp sửa lại cái kia loại thể chất này đến cùng nên có nhiều khó giết giờ khắc này Dược hung đối phương trần kính sợ lần nữa tăng lên một cái tiệm giai đoạn mới mà giờ khắc này phương trần chính đứng tại chỗ ánh mắt tờ đẫn phát phát sinh cái gì hắn mới vừa cùng Dược hung dừng lại về sau đột nhiên cảm giác thân thể ấm áp tiếp lấy liền chết hắn thậm chí đều không kịp phản ứng là ai giết hắn trên thực tế, đây mới là cấp thấp tu sĩ gặp phải cao giai thực lực lúc bình thường biểu hiện. Chỉ cần chạm mặt, đừng nói đánh cực đối kháng, cũng là chuyển động suy nghĩ thời gian cũng sẽ không có, liền sẽ bị trực tiếp miểu sát. Hùng chi, hỏa sát vương vẫn là đánh lén. Hắn đánh lén, liên thất tên hóa thần kỳ đều không có thể kịp phản ứng. Phương Trần cái này cái trúc có nhất phẩm nho nhỏ tu sĩ, làm sao có thể phản ứng? Cho dù hỏa sát vương vừa dùng qua hỏa sát triều, nhưng muốn nhìn chết Phương Trần vẫn là vài phút sự tình. Muốn không phải hệ thống đinh một tiếng, nhắc nhở Phương Trần không muốn chết tại không nên chết địa phương, hắn hiện tại đã sớm tại chỗ qua đời. Mà tại phục sinh sau đó, Phương Trần lúc này mới ý thức được trong thân thể mình nhiều hơn một người khách nhân. Phương Trần nhìn qua trong đan điện xuất hiện màu trắng họa trùng, nhất thời quá sợ hãi, hỏa sát vương. Gia hỏa này, làm sao lại đến trong thân thể mình? Hắn không hẳn là con ở cùng đám kia hóa thần tu sĩ chiến đấu sao? mà giờ khắc này vốn là dự định ăn như gió cuốn một bữa hỏa sát vương cũng ngày dại phương trần quỷ dị phục sinh trực tiếp đem hẳn vốn là không lớn đầu óc cho làm đốt đi lấy nó cần cỗ linh trí không cách nào suy nghĩ tình huống trước mắt vì sao lại dạng này trước kia đối mặt trúc cầu kỳ hỏa sát hắn đều là một hơi thổi chết một mảng lớn làm sao trước mắt đầu này đồng loại còn có thể sau khi chết một lần nữa phục sinh đó à chi chi chít một lát sau hỏa sát vương không dám hành động thiếu suy nghĩ mà chính là phát ra một trận ghê răng gọi tiếng đây coi như là hỏa sát ở giữa giao lưu lời nói phương trần tuy nhiên không có học qua nhưng là bởi vì trong thân thể hỏa sát vương nguyên nhân cho nên hắn nghe hiểu được đối phương đang hỏi vì cái gì ngươi có thể phục sinh phương trần lấy phép tính chi chi hai tiếng hỏa ca ách vương ca mời ngươi ra ngoài hỏa sát vương hồi phục có một loại lạnh lùng thành thật không thể nào ta thật vất vả phát hiện ngươi ta muốn ăn người khôi phục lực lượng mới có thể đối phó những tu sĩ kia phương trần thì ra là thế hắn sen như minh bạch vì cái gì cái này hỏa sát vương lại đột nhiên đến tìm mình nguyên lai like là bởi vì chính mình thể nội hỏa sát vương đem nó cho chiêu đi qua cái này mới đưa đến mình bị miểu sát tình huống sớm biết không tới phương trần lại rơi đầy mặt mà đúng lúc này hỏa sát vương tựa hồ là chờ không được phương trần hồi phục sau đó lần nữa nhào tới phương trần còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức liền treo oanh phương trần thất khiếu lần nữa phun ra vô tận màu trắng ngọn lửa toàn thân linh lực trong nháy mắt tóc hơi dực khung lần này không phải đặc biệt hoảng hơi có vẻ cảnh giác đánh giá hai mắt về sau đột nhiên cảm giác được cái gì thở dài một hơi chóng mắt lộ ra kính sợ thực ngưu bạch một giây sau phương trần lại lập tức đứng thẳng oanh nhưng vừa phục sinh phương trần còn chưa kịp phản ứng thứ bảy khiếu liền lần nữa phun ra ngọn lửa toàn thân linh lực lại lần nữa bốc hơi dực khung nghèo mắt làm sao nhanh như vậy lại chết bạch kết quả một giây sau phương trần lại đứng thẳng oanh phương trần thất khiếu lại phun ra ngọn lửa bạch phương trần lại đứng thẳng quanh lại phun ra bạch lại đứng thẳng quanh lại bán bạch lại thẳng quanh Dực hung hắn giờ phút này có một loại không biết nên phản ứng ra sao số hổ Công địch phía trước không sợ hãi không hoảng hốt giống như không được có thể hắn hiện tại của là sợ hãi không nổi thật sự là cái này hóa sát vương quá rác rồi à làm sao liền phương trần đều không đánh chết Dực hung cũng nhịn không được bịu môi cái này hóa sát vương nên không phải là giả chứ mà giờ khắc này phương trần thì là tại mỗi lần phục sinh lúc rảnh rỗi đều chứng to mắt nhìn lấy rực hung cái này khỏe mạnh kháo khỉnh đồ trôi làm sao không chạy à chạy mau à con mẹ nó ngươi nhìn cái gì kì cả hỏa sát vương nếu như chờ phía dưới nghĩ đến ngươi ngươi không được chết cái một vạn lần con có đằng sau còn có một đám hóa thần tu sĩ ngươi hóa ra là không có chút nào hoảng à phương trần có lòng muốn nhắc nhở rực hung gọi hắn trượt chạy xa có thể hỏa sát vương cái này ngẩn so như uống thuốc chỉ biết là điên cùng đốt cháy hắn bốc hơi linh lực của hắn lại đánh giết hắn dường như làm như vậy có thể thôn phệ hắn Kể từ đó, Phương Trần không chỉ không dùng đến linh lực, còn hoàn toàn không có cách nào mở miệng nhắc nhở Dược Hung chạy trốn. Mà có lẽ là Dược Hung trung quy là đọc quá sách một con cọp, tâm tư của hắn vẫn có một ít tinh tế tỉ mỉ. Hắn đã nhận ra Phương Trần ánh mắt không giống bình thường. Hắn lập tức đứng lên, nhớ mắt lại nói, ngươi là muốn nói với ta cái gì không? Phương Trần, Phương Trần thẳng về sau, chừng to mắt, còn chưa kịp gật đầu, liền lại phun ra.